từ ngày bước chân vào cuộc thi X Factor thì lịch làm việc và sinh hoạt của Diễm thay đổi rất là nhiều. Chính vì vậy thì Diễm không có thời gian để dành cho mái tóc của mình. Vì thế thì nên Diễm luôn ưu tiên và lựa chọn thật kỹ càng những sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp, vừa có thể đem lại hiệu quả cao và vừa có thể tiết kiệm được thời gian. Qua một người bạn giới thiệu thì Diễm được trải nghiệm dùng thử sản phẩm Gmail Front. Đây là một cái sản phẩm chăm sóc tóc chuyên nghiệp dành cho những bạn nữ từ 25 tuổi trở lên của nhãn hàng Newborn đến từ Nhật Bản. Mọi người thấy không, đây chính là bí quyết để giúp Diễm có một mái tóc đẹp không xơ rối. Khi một buổi sáng thức dậy, Gmail Front cũng giúp Diễm có thể tiết kiệm được thời gian chăm sóc tóc và tạo kiểu tóc để bắt đầu một ngày mới với tinh thần tuyệt vời nhất. Các bạn biết không, Gmail Front gồm có cả dầu gội và kem xả. Dầu gội thì gồm có hai dòng là Heat và Diamond. Heat thì thường dùng cho tóc mềm, có sợi tóc mảnh và có thành phần Electric Collagen rất là cao, giúp cho tóc có độ đàn hồi rất là tốt. Còn Diamond thì thường dùng cho tóc thường, tóc cứng, có thành phần C-Sotinol rất là cao, giúp cho tóc giữ nước tốt và giúp tóc mềm mại hơn. Nếu bạn nào có mái tóc mềm và có cái sợi tóc mảnh như Diễm thì hãy dùng dòng Heat nhé. Còn tuyệt vời hơn nữa là Gmail Front còn có cả kem xả nữa đó các bạn. Kem xả của chúng ta thì gồm có hai loại. Đầu tiên là Silky Shiny, giúp cho các bạn gái có mái tóc mềm mại, sáng bóng. Loại thứ hai là Juicy Glossy, giữ độ ẩm cao, giúp cho mái tóc của các bạn có thể vào nếp mềm ẩm và bóng mượt hơn. Các bạn nữ có thể lựa chọn kem xả mình yêu thích nhất nhé. Đặc biệt hơn nữa là Diễm muốn chia sẻ cho tất cả các bạn một điều hết sức là tuyệt vời có trong kem xả và dầu gội của Gmail Front, là trong cả kem xả và dầu gội đều có chứa thành phần CMADK. Đây là thành phần mà lần đầu tiên trên thế giới mà Maybelline đã khám phá ra. Thành phần này giúp cho những bạn gái có mái tóc hư tổn được phục hồi rất là hiệu quả. Còn chân cho gì nữa, hãy cùng Diễm trải nghiệm những điều kỳ diệu nhất đến từ Gmail Front thôi nào. Độ tuổi 25, bạn năng động, bận rộn và không có nhiều thời gian dành cho mái tóc của mình, nhưng vẫn muốn có một mái tóc đẹp hoàn hảo, thì đây chính là sản phẩm phù hợp nhất với các bạn. Hãy nhớ gội đầu mỗi ngày để sở hữu cho mình một mái tóc đẹp bồng bềnh và thường xuyên đến salon để các stylist tư vấn loại dầu gội phù hợp với mái tóc của bạn nhé.